Mời bạn nữ. Hai bạn đã có mặt rồi, chúng ta bắt đầu giới thiệu nha. Dạ, em chào anh Quyền Linh, anh chào, em chào chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Mạnh Tuấn, hiện nay năm nay 30 tuổi. Quê gốc em ở Ninh Bình. Sinh ra và lớn lên ở Long An và hiện tại em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi. Ba nơi khác nhau luôn ha. Em đang làm bác sĩ tai mũi họng. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh, chào anh kia cùng khán giả tại trường quay và khán giả đang xem truyền hình. Em tên là Anh Vân, năm nay em 26 tuổi. Em đến từ Đắk Lắk và hiện tại em đang làm tại nha khoa Paris mùa 1. Rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì chắc là em khá hòa đồng với mọi người. Luôn tạo không khí vui cho mọi người. Giả sử như mà em căng thẳng chẳng hạn thì em cũng sẽ cố gắng tạo cho mọi người cái niềm vui để cho mình giảm bớt cái sự căng thẳng của mình lại. Hiện tại là em có đang căng thẳng không? Ở đây căng thẳng quá. Làm gì cho bớt căng rồi, căng quá. Bạn trai, chủ động đi em. Dạ. Anh hỏi bạn gái, thăm hỏi thăm đi em. Mới nãy em nói là em làm việc ở đâu em ạ? Dạ em đang làm tại nha khoa quận 1 anh. À, nha khoa quận 1 hả? Răng có hư thế nào không em? Dạ răng em đủ chị. Dạ hả? Răng nó đủ mà nó hư đều cho nên. Vui rồi đó, vui rồi đó. Tiếp tiếp đi em, tiếp đi em. Thường thì những ngày rảnh thì em làm cái gì em? Dạ ở nhà. Ngủ, đọc truyện. Giống anh ở nhà cũng ngủ. Dạ, dạ ở nhà cũng ngủ. Hai đứa quen nhau đi về ngủ không á. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em thì trước giờ có hai mối tình. Mối tình dài nhất là bao lâu? Mối tình dài nhất của em là 3 năm. Ba năm? Dạ. Sao chia tay? Dạ tại vì là hồi xưa em ở học ở ngoài Hà Nội ấy chị, thì do là vô đây rồi xa quá nên không thể đến được với nhau nên chia tay vậy. Giờ thì bạn đó có chồng rồi. Rồi còn Vân thì sao? Vân thì có mấy mối tình? Dạ em có 2 mối tình. Mối tình của em thì em cũng chia tay được 2 năm rồi. Nhưng mà quen bao lâu mà quen chia tay? Quen thì cũng được 2 năm. Quen 2 năm. Dạ. Lý do sao chia tay? Bởi vì cũng ở xa quá. Hai đứa hai nơi xa quá, tình cảm cũng dần dần phai nhạt đi. Ở đâu xa? Dạ ở Huế. Người Hà Nội người vô tới Huế rồi cũng xa nữa hả? Hồi nãy giờ chị chưa nghe bạn nam nói về ưu điểm khuyết điểm của mình. Dạ ưu điểm của em thì trong công việc của em thì rất là nhiệt tình trong công việc chị. Làm việc thì đến nơi đến chốn, quyết cái việc gì là phải làm cho xong. Còn cái khuyết điểm của em thì nó hơi bị khùng khùng một chút xíu vậy. Ở nhà thì buồn buồn mà vô nhà tắm thì hát khùng khùng điên điên. Nhiều khi nhảy sexy dance nha. Trời ơi! Hả? Tưởng tượng trong nhà tắm mà con mình sexy dance trông chắc lạ lắm nha. Làm đi em, làm đi em. Thôi cái này không thiện chị ơi. Không, bây giờ em cứ tưởng tượng em đang tắm mà em hát coi. Dạ thì em tặng bạn gái bên kia cùng với quý vị khán giả một bài hát ạ. Bằng lòng đi em về dưới quê anh, một cù lao xanh một dòng sông xanh. Bằng lòng đi em thưa má thưa ba, mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu. Mình ngồi bên nhau nghe tiếng chuông chùa bình yên, lặng yên câu hát xa đưa. Xin hát. Em cảm nhận giọng hát của anh sao em? Dạ hay ạ. Hay hả? Dạ. Em có muốn tặng là ảnh gì không? Dạ em không biết hát đâu chị. Dạ, chỉ có vô karaoke thì em hay quẩy thôi chứ còn hát thì em không. Anh cũng hay vậy đó, em đi hát karaoke cũng hay quẩy. Một người quẩy trong nhà tắm, một người quẩy trong karaoke. Cũng hai người là hợp á. Tôi thấy hai người là hợp rồi đó. Bây giờ đâu em nói thử là cái mẫu người lý tưởng của em sao chị nghe coi nè. Dạ trưởng thành. Nhìn ảnh men lì một xíu. Cao, phải cao hơn em khi mà em ăn giày cao gót. Em cao mấy mấy em? Dạ em cao mấy 55 anh. Trời bao cao luôn. Trong đầu em hình dung cái anh bên đó như thế nào? Anh cao. Cao. Lỗ mũi cao nè, trán cao nè, tóc cao nè. Hỏi cũng cao. Em nghĩ là anh cao mà khuôn mặt thì chắc hiền. Hiền. Hiền, dễ thương lắm. Rồi, bạn trai bên đó muốn tìm người bạn gái như thế nào nè? Dạ, mẫu người của em cao, nữ cao khoảng tầm 1m55 đến 60 vậy. Tính tình thì vừa truyền thống vừa pha chút hiện đại vậy. Biết chăm lo cho gia đình, rồi hiểu được cái công việc của người chồng của mình. Và nói chung là không có ghen bậy á chị. Em có ghen không?
Dạ không. Nếu mà anh có đi chơi hoặc là gì đó thì em chỉ cười anh đi chơi vui vẻ. Để qua luôn. Dạ. Để coi cô bên đây mà yêu cầu xong rồi. Trời ơi dễ thương quá. Có hai cái đồng điếu ha. Em có tật xấu gì không? Dạ có. Em khá là khó tính. Khó tính. Tỉ mỉ. Giả sử như mà đồ đạc trong nhà phải là cái nào ra cái đó, ông đũa ra ông đũa, ông cái vá ra cái vá, cái ngăn chén là ngăn chén, ngăn tô ngăn dĩa, ngăn dĩa mà để lộn xộn phát là em sẽ xếp lại ngay lập tức. Tỉ mỉ vậy đó hả? Em không thích gì ở người đàn ông à? Em thì không thích người đàn ông quá khúm núm. Khúm núm. Quá rụt rè, không có chí tiến thủ. Vậy thôi đó hả? Bên đây không bao giờ có chuyện đó luôn. Rất là hoạt bát. Được. Bên đây dễ thương lắm em. Có hai cái đồng điếu. Nãy giờ em bạn trai bên kia hình dung bạn gái bên này như thế nào? Đừng nói tôi là cao 1m55 hết nha. Dạ. Chắc em hình dung là người cũng ốm ốm, tóc chắc ngắn hay gì ha? Đoán đi chứ hỏi tôi dạ. Chi? Hết chưa? Dạ chắc cũng hết rồi chị. Em chào chị. Chào em. Dạ. Em không thích cái gì ở người bạn gái? Nhất là xe xu quá. Thứ hai là nói chung là cũng là đừng có ăn chơi chị. Nhưng mà quẩy quẩy khùng khùng chút là được đúng không? Dạ được. Cùng với em quẩy thôi được. Rồi gia đình có hối đám cưới gì chưa? Dạ có là chị, mẹ nói đợt này mà không cưới cho mày đi ra ngoài ở luôn. Nhưng mà em có chuẩn bị gì để chuẩn bị cho cái đám cưới chưa? Dạ cũng rồi chị. Nhà thì về nhà với ở với ba mẹ. Rồi. Rồi sự nghiệp thì cũng ổn định rồi. Là ở quận 12 ha. Dạ. Ba mẹ có dặn là kiếm con dâu như thế nào không? Dạ thường lúc trước á thì cũng có quen cái bạn thứ hai á, chia tay là do là nhà bắt ở rể nên giờ em muốn là bạn ấy về làm dâu ở chung nhà em. À, muốn làm dâu. Bây giờ hỏi cái câu đó coi. Đúng rồi, không, quan trọng lắm á. Hai bạn là tôi thấy hợp lắm rồi đó, nhưng mà còn cái chuyện làm dâu em có chịu đi làm dâu không? Đối với em thì cái quan điểm đi làm dâu á thì chủ yếu là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Thì khi mà mình ở thì chủ yếu là mình gặp cái người cái gia đình đó như thế nào. Ai biết được là em về em gặp mẹ của anh ấy thì mẹ anh ấy quý em hơn anh ấy thì sao? Đúng rồi. Mẹ anh dễ lắm em, không có sao đâu, dễ lắm. Rồi, bây giờ hôm nay em có đi với ai không? Dạ em đi với anh chị và bạn cùng phòng của em. À, anh chị ruột á hả? Dạ anh chị đồng nghiệp. Rồi chào các bạn. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em là Thùy ở cùng phòng với Vân ạ. Thì nãy giờ có nói chuyện với anh thì thấy ngoại hình anh đẹp trai, nói chuyện có duyên. Hát hay. Vân thì bình thường rất là vui vẻ hòa đồng, lúc nào cũng tỏ ra mình là một cô gái mạnh mẽ hết á. Nhưng mà thực ra thì cũng mong manh lắm, cũng dễ bị tổn thương lắm. Nên là hôm nay em tới đây thì cũng mong là thông qua chương trình này thì Vân sẽ kiếm được một người mà có thể là yêu thương và bảo vệ Vân. Thì nãy giờ coi anh thì mình thấy khá là hợp với Vân luôn á. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ. Đi với ai? Dạ em đi với mẹ với lại hai đứa em. À có mẹ. Dạ em chào anh Quyền Linh. Em là em gái hả? Dạ em là em họ của anh Tấn. Dạ đây là mẹ của dạ chào anh. Cô. Dạ này em gái ruột của anh Tấn à. Dạ anh em ở nhà được cái thật thà, ngoan, gọn gàng lắm, giống như chị vậy đó, kỹ tính lắm. Em thấy hai anh chị là hợp với nhau tính đó. Cho chị hỏi cô cái cô nhìn à. Dạ cô ạ. À, dạ xin chào anh Huyền Ninh và cô Cát Tường. Dạ, chào cô. Thì là Tuấn ơi, hôm nay mẹ tới dự chương trình thì nói chung là thấy bạn gái của con như thế này thì cũng được, cũng dễ thương, rồi hiền lành, chịu khó, rồi kỹ tính cũng giống con. Thì nói chung là mẹ cũng mong con với này bạn gái là tìm hiểu nhau kỹ, rồi nếu mà chịu thì qua năm đám cưới thì không bao giờ quên được Huyền Ninh và Cát Tường mời tới dự đám cưới của con. Vậy là được rồi ha. Mẹ vậy là chuẩn bị đám cưới rồi đó. Thôi hai bạn gặp mặt đi, rồi coi mình có duyên với nhau hay không nha. Rồi kéo màn lên. Okay. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. À, em nhìn thấy anh thì em thấy thế nào? Dạ cái em nhận xét thì em vừa mới nhìn thì em không có nhận xét được nhiều đâu anh. Cảm giác của em như thế nào? Cảm giác thì thấy anh hơi vun quá, không nói được đâu. Chị là có cảm giác rồi đó. Lần đầu tiên nhìn thấy em á thì anh cũng thấy dễ thương. Ừ, cảm ơn có em. Hai cái má lúm đồng tiền anh thích. Dạ, cho anh hỏi là nếu như mà mình quen á thì mình xác định là khoảng khi nào mình cưới? Cái xác định thời gian á thì không thể nói là bao lâu, mà chủ yếu là khi mà mình thấy hợp, mình thấy mình đã đến giai đoạn mà mình
quyết định tiến tới cái hôn nhân thì lúc đó mình mới trả lời được. Chứ còn bà bác kêu trừ mà xác định thời gian áp đặt 1 năm, 2 năm thì em sẽ không áp đặt thời gian đó. Nếu mà mình thấy mình được thì lúc đó mình hãy tới. Nhiều khi 3 tháng là được rồi đấy em. Anh cho em hỏi về quan niệm về hôn nhân của anh là như thế nào? Hôn nhân người ta nói là hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Nhưng mà anh nghĩ là hôn nhân đó là một cái sự bắt đầu của một cuộc sống mới của hai người. Cùng một nhịp đập, cùng một, nói chung là cùng một hơi thở và cùng một quan niệm sống. Dạ em cũng nghĩ vậy. Trời ơi, dạ em cũng nghĩ vậy. Mất đi cái nét quẩy quẩy rồi, bây giờ trở thành một cô gái rất là truyền thống ha. Dễ thương quá, gặp em. Đúng rồi, gần hết thời gian rồi, mình không còn thời gian nhiều nữa đâu. Bây giờ anh nghĩ là tụi em hãy nói tất cả những cái gì mà bây giờ cảm xúc từ trái tim ha. À, đến đây thì anh cũng gặp em thì coi như cũng anh với em cũng là một cái duyên. Thì anh hy vọng rằng là hai đứa mình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu mà được thì chúng ta sẽ tiến xa hơn. Hy vọng rằng quãng đời sau này của anh thì có em đi cùng. Như vậy là chúng ta đã có những giây phút để có thể để tâm sự bấm trò chuyện với nhau. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Suy nghĩ thật kỹ xem hiện tại trái tim mình nó có thổn thức hay chưa. Trong lòng mình đang suy nghĩ điều gì? Liệu đối phương có phải là người mà mình mong muốn để đi với mình một cái đoạn đường dài hay trong không? Trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, có nhiều khi hai người rất hợp nhau từ đầu đến cuối, nhưng đến cuối vẫn không bấm nút. Hãy thật sự bấm khi mình thích. 1 2 3 Hết thời gian. Wow. Tuyệt vời. Hai người nắm tay cho đỡ rung rồi nào. Sách gì đây? Thay đổi tư duy, thay đổi. Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh. Hay lắm. Nãy nói gì đó, đi đi gì đó đâu, làm diễn cho anh coi là anh nên đi chơi nha. Với bạn thì em nói thử coi. Anh đi chơi nha. Đi chơi vui vẻ nha. Trời ơi trời. Cũng xéo sắc dữ lắm nè. Cũng xéo sắc, nhưng mà dễ thương. Rất là dễ thương ha. Anh gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Dạ, cảm ơn anh. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là máy nước nóng Santon. Đây là máy nước nóng Atlantic. Dạ. Tổng giá thưởng của hai món quà này là 7 triệu đồng gửi tặng các bạn. Hai bạn nắm tay nhau, dắt nhau đi xem phim và có tiếp tục tìm hiểu nha. Khó nắm tay vô hôn mới hấp dẫn nè. Cùng cái đi em. Tốt, khó quá bỏ qua đi anh ơi. Hãy đưa bạn gái đi xem phim đi. Sửa chữa những cái đồ linh tinh. Nấu ăn nhược điểm của em thì em hơi làm biếng. Hay làm lặt vặt mà nhược điểm làm biếng vậy thôi khỏi làm luôn rồi. 12 giờ đêm về tới nhà mà kêu người ta tươi vui. Mình cứ tươi vui để cho vào nhà đã thôi. Còn lâu. Đúng rồi. Hay. Em bắt tay coi. Như vậy là một khởi đầu quá vui vẻ đúng không quý vị? Bây giờ chúng ta sẽ trên tinh thần này tiến tới cặp đôi thứ hai xem họ như thế nào nha. Xin mời. Mời bạn nam. Wow. Mời bạn nữ. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Trần Bá Tuấn, em hiện nhà ở Hà Nội và hiện tại đang làm việc ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em 31 tuổi. 31 tuổi. Em làm ở trong công ty logistics, làm về container. Nhưng nhiệm vụ cụ thể là làm gì? Em chủ yếu là giám định container. À. Đấy. Mời bạn gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng quý vị khán giả, bạn trai bên cạnh. Em tên là Bùi Thị Diễm, làm việc, sinh sống tại Bình Dương. Em đến từ Quảng Ngãi và em 27 tuổi ạ. Hiện nay em đang làm công việc gì? Kế toán ạ. Trước tiên là một người thành phố Hồ Chí Minh, người Bình Dương thì không biết là bạn trai có ngại đường xá xa xôi gì không ha? Em ở quận 9 thì qua Bình Dương chắc cũng gần đúng đấy. Không? Vâng. Rồi, mình giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi em. Điểm mạnh của em đó là một gái bao dung, vị tha, hiền, dễ chịu, khá uy tín, được mọi người tin tưởng. Khá là có những lúc cũng không có uy tín. Dạ không. Mình dùng từ uy tín thôi, người bỏ uy tín khá đi. Dạ rồi. Gì nữa em? Về nhược điểm của em thì em là một người
hay áp đặt những cái việc mà bản thân mình không thích nhưng mà áp đặt cho bản thân mình làm. Ví dụ như là lúc trước em đi học đại học á, em ở ký túc xá với bạn em, khuya rồi bạn đó đi học bài. Đó, em buồn ngủ lắm rồi, em muốn là mình đi ngủ thôi, không muốn học bài nổi nữa. Nhưng mà em thấy bạn bên cạnh là người ta học bài, thôi mình vẫn cố gắng. Mặc dù không thích học bài, tới lúc mà bạn á ngủ hồi nào mình cũng không hay luôn. Mình kêu ôi may quá, may mà là bạn ngủ rồi mình mới được phép là đi ngủ. Đó. Và bây giờ cũng vậy, trong công việc cũng vậy. Hay phục người giỏi, em thấy người ta làm giỏi lắm, lại bản thân em cố gắng làm thử như thế nào. Cái đó là tốt chứ, cái đó sao gọi là yếu điểm, cái đó là phải là ưu thế của mình chứ. Nhưng mà nhiều khi gây cho bản thân mệt đó. Một hồi em thích thì em nói thích nha, đừng không thích em đừng áp đặt em bấm nha. Bạn trai thì sao? Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em thì em khá hòa đồng, nói chung em đi đến đâu cũng có thể là làm quen và chơi thân được cả mọi người, sửa chữa những cái đồ linh tinh, nấu ăn hay là làm gì em làm được hết. Còn nhược điểm của em thì em hơi làm biếng, đôi khi là những cái ưu điểm không phát huy được. Hay làm lặt vặt mà nhược điểm làm biếng vậy không khỏi làm luôn rồi. Cái gì cũng biết làm mà làm biếng, không làm thì cũng như không. Lúc nào có động lực thì mình làm rất là tốt. Cô gái bên kia sẽ làm động lực cho bạn. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Từ hồi cấp 3, còn sau đấy thì cũng dăm mối tình nhưng mà... Nhiều dăm mối tình là bao nhiêu? Khoảng 5 đến 7. Ôi trời mà... Em mà kêu bằng dăm. Nhưng mà toàn là thường là mối tình tầm 2-3 tháng thì... Không có mối tình nào sâu đậm hết hả? Dạ không. Rồi sao yêu nhanh quá vậy, rồi chia tay nhanh quá vậy? Em chắc tính em hơi ham chơi và vô tâm. Hết rồi. Bây giờ có tâm bây chưa? Giờ có tâm rồi. Ráng gom cái tâm vô nha. Nói thiệt, phụ nữ rất là ghét đàn ông vô tâm. Kiếm hoài không có người đàn ông nào có tâm mới ế luôn tới giờ đó. Lo lắng cho bạn gái, chăm bây sóc giờ quan tâm có tâm xíu. Lại rồi đó. Bây giờ có tâm rồi chị ơi. Mới nói miệng hả? Tôi đâu có tin nào ông làm biếng lắm. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Từ trước giờ thì có 3 đến 4 đối tượng tìm hiểu em. Dâm luôn. Tìm hiểu em thôi, còn về tình yêu á thì em chưa có yêu ai hết. Từ hồi đó đến giờ luôn á. Dạ đúng rồi. Em rất là kỹ tính nhưng mà em rất là dễ tính. Đó. Rất là kỹ tính, rất là dễ tính. Ví dụ như thế này nè, sao nó rối quá. Em nói là một cái việc đó em sẽ không nói cho bạn em nghe. Đó. Nhưng mà chạp nói chuyện á, bạn hỏi em cũng nói à, đó là dễ tính. Hoặc là ví dụ như là cái đó là dễ tính gì, cái đó nhiều chuyện chứ. Không, mình kể chuyện cũng gì quan trọng mà mình không kể, người ta hỏi mình kể là mình nhiều chuyện. Rồi, bây giờ nói tóm gọn lại là chưa có một mối tình chính thức nào. Dạ, đúng rồi. Chúc mừng bạn trai. Sao được không, nghe bạn gái bệnh thấy được không? Được, diệt luôn. À, diệt không? Vâng. Rồi, mẫu người bạn gái của em cần tìm là như thế nào? Mẫu người bạn gái của em thì không thể quá gầy. Nếu mà ngoại hình nhìn dễ thương chút, cao cỡ 55-65 là được rồi. Đấy, mặt nhìn phúc hậu một chút mà giống chị Như Quỳnh. Điểm gì em không thích ở người bạn gái? Thì em không thích mà bạn gái mà có tính hay càm làm ấy. Ví dụ là mình mà đi đâu về mà vừa nhìn thấy mặt, bây giờ anh đi đâu mấy giờ mới về. Kiểu kém đó. Về cười tươi vui thì mình cảm giác là thoải mái hơn. Đúng rồi, về cười tươi vui ôm hôn này kia chứ. Đấy, về cái càm ràm khó chịu chứ. Mình kẹt tôi cũng không thích tính càm ràm đó. Đi làm 5 giờ chiều về thì 6 giờ về tới nhà thì người ta tươi vui. Còn mà 12 giờ đêm về tới nhà mà kêu người ta tươi vui. Mình cứ tươi vui để cho vào nhà đã thôi. Còn lâu. Đúng rồi, hay. Ê, bắt tay coi. Cái là càm ràm thì người ta đi luôn thì sao ạ? Chính xác, em đã nói hộ nhiều người. Cứ cười tươi vui cho ta vào nhà đi. Vô nhà đóng cửa lại rồi quỳ gối sao đúng không? Trời ơi. Cười tươi vui ta vào nhà đi ha. Tắm rửa ta ăn cơm xong đi ha. Xong ta ngủ tới sáng đi. Rồi hẳn càm ràm. Còn ra. Lâu á, có vụ ngủ tới sáng đi nữa. Đi 12 giờ đêm về ở ngoài luôn đi. Mình cảm thấy mình cơ hội đủ được bao nhiêu phần trăm? Khoảng cỡ 60%. Vậy là cũng một dấu hiệu đáng mừng rồi. Rồi vậy mẫu người bạn trai em cần tìm là như thế nào? Nhìn ngoại hình cao 1m65 trở lên là tối thiểu. Bên đây cao có 1m55 thôi. Thông báo. Nặng thì cũng tối thiểu là 65kg. Trung thực trong tình yêu, tôn trọng bạn gái. Em thích một người đàn ông thông minh, ăn mặc phải chỉnh chu, sạch sẽ vậy thôi. Em hình dung ảnh đang mặc cái gì ở bển? Thì con trai thì chỉ có quần riêng hoặc quần tây, áo sơ mi hoặc áo thun. Đó, như không. Tuổi tác em có quan trọng gì không? Dạ, em thích người sinh năm 86. Em 8 mấy? Em 86 luôn. Trời, ngon lành. Sinh năm 86 luôn hả? Dạ vâng ạ. Cao dữ nha, đứng lên coi.
Cao nhiêu? Dạ em... Mày chắc mét chín quá. Cái mét bảy mấy. Bảy mấy tại vì chắc thiếu ăn chút phải không? Dạ. Không có người nuôi đúng không? Ủa sao có bảy mấy em? Mấy à, tại vì... Bảy, bảy tám gì đấy. Nè, chân nó chút xíu à. Nhìn nó cao thì thôi, ngồi xuống đi cơm được rồi. Trời ơi, xương không nhỏ. Ờ, cấm sờ vào hiện vật. Đi, có sức khỏe không? Có chị. Công việc của em thì cũng có yêu cầu chút sức khỏe đấy. Nhiều khi mình leo trèo lên container mình kiểm tra ấy. À, bây giờ mình lấy vợ về là mình ở đâu em? Hiện tại nếu ở container. Ở trong quận 9 này mà thuê phòng trọ. Không thì nếu mà tế mà lâu dài mà như nào đấy thì quay về nhà ngoài Hà Nội. Ở tại Hà Nội luôn em hả? Vâng, ở Hà Nội luôn ạ. Ở quận nào? Em ở quận Hoàng Mai. Ủa có nhậu nhẹt hút thuốc gì không mà ốm quá vậy? Dạ không hút thuốc. Căn bản là em ăn thì hay kiểu cái sống của mình ăn uống thất thường lắm. Nhiều khi ăn bánh xong lại không ăn cơm. Trời đất, vậy sao có sức khỏe làm việc? Thôi được rồi, tôi gán thôi, tôi kiếm cô này về để coi biết nấu ăn không đó chứ. Làm dâu được không em? Em thích những người mà ý chí tiến thủ và em muốn lập nghiệp ở Sài Gòn. Còn chuyện làm dâu hay không á thì em không quan trọng điều đó. Hà Nội ngon lắm, hỏi anh Linh coi. Hỏi anh Linh kìa, anh qua kìa. Ủa? Em chào anh Linh ạ. À. Em, anh lặng lẽ đứng ngắm nhìn bên đàn gái thế nào để anh thông báo cho đàn trai. Dạ. Cổ ngại ra Hà Nội. Đâu có gì ngại, Hà Nội giờ phát triển mạnh lắm em, thủ đô trái tim của Việt Nam mà. Nhưng mà em muốn biết được người đó ý tưởng là lập nghiệp ở Sài Gòn hay đã sau ta này có lập nghiệp sau. Ta mới vô đây người ta làm ăn đó em. Dạ. Có ý chí đó. Dạ. Thôi thấy cũng được đó. Yêu cầu gì đàn trai không? Không có được làm biếng. Ưu điểm mới làm biếng đó. Có động lực là người ta làm à. Anh thấy cũng hợp lý đó. Chịu ảnh là về phải chăm ảnh đó nha. Ảnh hơi ốm chút. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ hôm nay em đi với anh họ. Dạ chào anh. Xin chào chương trình. Thì qua chương trình tôi thấy chương trình cũng rất là tinh tế khi chọn ra một cái cặp đôi cũng có nhiều, rất là nhiều tương đồng. Ngay cả Diễm ở Bình Dương nhưng thật ra là ở ngay quận 9 gần Suối Tiên thì thật ra là cũng rất là gần Bình Dương. Thì qua nhận xét thì tôi thấy anh bạn trai là khá dễ thương, hiền hậu, rất là tương đồng với bạn nữ. Còn về phía Diễm thì thật sự là từ nhỏ tới lớn là Diễm rất là dễ thương và chính trực. Thông qua chương trình tôi cũng tin tưởng lần này hai bạn sẽ có một cái cơ hội và một cái cơ duyên để gặp nhau và tiến xa hơn nữa. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh. Còn Tuấn đi với ai Tuấn? Dạ, em đi với bạn thân và bạn đồng nghiệp làm cùng công ty. Chà, bạn thân với em khác xa nhau ha. Trời ơi, giật vậy đó. Vâng, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng tất cả quý vị khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Duy, vừa là bạn thân vừa là đồng nghiệp của Tuấn ạ. Em gái, anh xin đính chính một chút. Tuấn bạn anh ấy là vừa đây nó nói với em là trải qua 5-7 mối tình ấy. Thời điểm anh biết nói đến giờ ấy, là nếu mà nói là bạn gái thì có, chứ còn người yêu thì anh chưa thấy đâu. Thì cái đấy thật sự nó không gọi là mối tình, nó chỉ gọi là tìm hiểu nhau chút xíu thôi. Thì anh hy vọng em là động lực để cho nó làm những cái việc mà nó đắn đo cứ làm hay không làm. Đấy, anh xin hết. Cảm ơn anh trai. Rồi, bây giờ kéo màn lên nha. Mời Tuấn. Gặp mặt anh thì có thằng quà thằng em. Dạ, em gặp em. Đôi khi kéo màn lên thì anh nói chung là có nhìn em gần gũi những gì anh tưởng tượng, nhìn là khá dễ thương. Đấy thì em chắc là cũng hiền lành, trầm tính. Còn em thấy anh so với trí tưởng tượng của em thế nào? Trước tiên là em sơ về ngoại hình đó là em thấy ổn, ăn mặc còn khang sạch sẽ. Ổn là thích rồi đúng không? Em bảo là Bình Dương mà như anh họ em nói là ở ngay Suối Tiên, tức là dạ, ở ngay quận Thủ Đức đúng không? Dạ, gần gần. Anh thì anh làm ở ngay quận 9, ngay cầu Rạch Chiếc ấy, chắc là đi qua em gần ấy. Ok, ok. Không biết anh vào trong Sài Gòn được bao lâu ạ? Anh vào được hơn một năm, gần hai năm. Anh muốn vào đây tìm kiếm cơ hội để lập nghiệp. Anh có định hướng gì cho tương lai sao này? Anh định hướng tương lai thì mình sẽ vào đây, mình trước mắt mình hiện tại mấy năm đang làm đây, sau tương lai mình sẽ cố gắng phát triển và cố gắng trụ lại và phát triển sự nghiệp ở đây. Đấy thì mình cũng tính nước sau mà trường hợp thất bại như nào đấy thì phải quay về. Dạ. Nhưng mà nói chung là đấy là phòng hờ thôi. Dạ, phòng hờ thôi đúng không? Là, vẫn mình, còn vẫn có chí hướng là lập nghiệp ở Sài Gòn mình đúng không? Mình chí hướng lập nghiệp ở Sài Gòn. Ví dụ như có một việc anh quyết định nó là như thế này, nhưng mà người yêu hoặc là vợ anh có một quyết định khác thì lúc đó anh sẽ xử lý nó như nào? Lúc đó thì mình sẽ phải thảo luận. Bởi vì thường nếu mà anh quyết định thì thường anh thấy cái gì đúng thì mình quyết định. Nhưng mà nếu mà có người yêu có ý kiến khác ấy, thì mình sẽ thảo luận và tranh luận làm sao thì tìm ra cái phương án đúng nhất. Ok, dù sao anh cũng có cho một chút là suy nghĩ lắng nghe lại. Nói thôi.
Anh có ấn tượng gì về em không? Hiện tại nhìn em là khá là dễ thương, xinh xắn, ấn tượng và nói chuyện. Anh cảm giác là nói chuyện rất là gần gũi. Đấy thì... Có cái tài lẻ gì biểu diễn cho cổ coi một cái hát, đi. Hát bài tặng cô ấy đi. Ừ. Rồi, em hát một bài. Trôi qua bao nhiêu ngày tháng mong đợi, con tim anh luôn mơ về hình bóng. Không hát á, hát cái chung hơi đọc. Dạ, em bài này nhưng mà em hát dở. À. Dạ vâng, cái bài này là em chế ra thì em hát. À rồi rồi, hát lại, anh tưởng là em đọc. Trôi qua bao nhiêu ngày tháng mong đợi, con tim này luôn khát khao mơ về hình bóng của người con gái mà anh vẫn luôn tìm kiếm. Người ơi, xin cho anh một cơ hội để anh chứng minh cho tình anh mình xây đắp tương lai ngày mai. Anh nguyện yêu mãi em trọn đời. Rất là có duyên ha. Lúc đầu anh cố gắng nghe nhưng mà sao đó cái lời ý nghĩa. À, ý nghĩa mà có duyên đấy. Nói hay. Hừ. Không hát hay. Hát hay. Em cảm nhận thấy sao em? Em cảm nhận thì thấy lạ. Cái câu cuối cùng, em đọc cái câu cuối cùng lớn lên. Anh nguyện luôn mãi yêu em trọn đời. Câu kết, câu kết. Hai người quyết định đi, suy nghĩ đi. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Ở đây tới 2 là bạn trai đã bấm rồi. Bấm xong nhìn tay liền. Nhìn tay chi vậy? Hả? À, nắm, bây giờ nắm được luôn thì nắm. Đó, cứ đưa tới, đưa lui qua, nắm đi. Cảm giác yên bình. Dạ được, cái yên bình rất là quan trọng nha. Rồi, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có những thời gian lãng mạn bên nhau. Cùng đạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox. Đây là máy nước nóng xe thông. Đây là máy nước nóng Atlantic. Gửi tặng hai bạn. Tổng giá trị của món quà này là 7 triệu đồng. Rồi, chúc mừng hai bạn. Yêu em gì chưa? Em chưa bắt tại trận gì mà chỉ có em chỉ có bắt qua điện thoại. Và em thấy là hiện tại là chụp hình chung với một người phụ nữ khác. Các Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong không gian của nhà hàng Hoàng Yến. Hoàng Yến Buffet là nơi quy tụ các món ăn khắp các vùng miền từ Bắc chí Nam. Với thực đơn phong phú hơn 60 món ăn trưa và hơn 70 món ăn tối tự chọn. Nhà hàng mang đến cho thực khách những cảm nhận mới mẻ về các món ăn quen thuộc được chế biến theo đúng khẩu vị vùng miền. Và đồng thời, đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, tác phong phục vụ lịch sự, ân cần đem đến cho thực khách trải nghiệm hài lòng khi ghé nơi đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay. À, đợi Tường một xíu nha, Tường sẽ ra ngoài đưa bạn gái mình vào. Đây, bước qua đây. Vòng qua đây. Đường đi đến tình yêu nó phải găm go vậy đó. Rồi, mời hai anh chị mở mặt nạ ra. Dạ, chào anh. Dạ, em chào anh ạ. Em chào chị Cát Tường và quý khán giả trường quay. Dạ, em tên là Lê Thị Minh Linh. Năm nay em 40 tuổi. Em đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm công việc là công ty bia. À, uống lần được mấy lon, mấy chai? Dạ, em uống chừng được 2 chai rồi. Vậy hay sao làm bia mà uống ít vậy? Tại vì nói chung là trong công việc á, thì không phải là nguyên tắc quy định công ty là không được uống bia trong giờ làm việc. Mình đang ở đâu, quận mấy? Dạ, em đang ở quận Tân Phú ạ. Quận Tân Phú. Rồi, rồi. Chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia, chào quý vị trong trường quay. Em tên là Nguyễn Hữu Tình, năm nay 39 tuổi, hiện đang ở đến từ Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Làm công việc gì? Hiện tại thì em đang mở quán trà sữa bán tại... Trà sữa? Giờ quán trà sữa mình nhập bia và bán luôn được không? Chỉ có nhập bia chứ mở quán nhậu mới nhập được chị. Hả? À, bán trà sữa ở đâu em? Ở gần nhà, trên Củ Chi luôn chị. Củ Chi? À, bán cạch trà sữa lâu không? Lâu chưa? Đầu năm nay. Mới bán đầu năm nay, vậy trước đó thì làm công việc gì? Trước đó thì em đi làm công ty. À, về cái gì? Về bên tài xế rồi. À, rồi sao tự nhiên đang đi làm công ty chuyển qua bán trà sữa, bán trà sữa lời hơn hả? Đi làm tài xế thì cực với vất vả nhiều. Tài xế đường dài hay là tài xế trong thành phố? Vòng vòng Sài Gòn nó đi lâu lâu cũng đi tỉnh thôi chị. Rồi quán trà sữa mình có món gì đặc sản không? Đặc biệt không? Thì có món chè dưỡng nhan. Chè dưỡng nhan? Wow! Mai mốt chăm sóc bạn gái mỗi ngày 1 ly cho bạn ấy dưỡng nhan nha, được không? Chà. Được chị. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì?
Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, rồi vui vẻ hòa đồng với anh em bạn bè. Điểm yếu của em thì đôi lúc thì hay nóng tính, rồi cọc cằn, thì nóng tính lên thì hay nói trong lúc đó xong thì thôi, không có để bụng. Thế còn em? Sao buồn so vậy trời? Điểm mạnh, điểm yếu, vui lên coi. Mạnh em là hòa đồng, vui vẻ, hoạt bát. Em thích nhất là nấu ăn, với lại chăm sóc gia đình. Em thích là, sở thích em là hay ca hát. Giờ đây em hát xong một bài em tặng chị Cát Tường và anh bên kia quý khán giả trường quay. Rồi, vỗ tay cho bạn gái đi. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dân hương vương mái tóc xanh. Những tình đậm đà là những tình đơn sơ, quê tôi vinh đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Chiều làng quê say xưa trong tiếng ca, người làng quê say xưa bóng thiết tha. Những tình mẹ xa dạ. Quên lời. Đang hát ngon lành, đang phiêu quá trời luôn à. Nhưng mà chắc giọng nó ngọt ngào phải không? Dạ. Em xin giới thiệu điểm yếu của em là em hơi nóng tính. Đó. Và hơi ghen, bị ghen hơi bị nhiều. Trời ơi, ghê vậy. Lại tính em là hay la. Và ăn thì nói chung là cũng hơi nhiều. Dạ. Mà cái mức độ em ghen nó có ghê gớm không? Ví dụ cái lần mà em ghen ghê gớm nhất là em làm gì? Em ghen như thế nào? Dạ, em ghen là em chỉ có giận thôi à. Em sao giận ghen dữ lắm? Thì em ghen dữ lắm, em giận em la lên vậy đó, rồi thứ hồi là thôi hết. Vậy hả? Dạ. Mà trong tình trường trước đây là em có khi nào em bắt tại trận người yêu em gì chưa? Em chưa bắt tại trận gì, mà chỉ có em chỉ có bắt qua điện thoại và em thấy là hiện tại là chụp hình chung với một người phụ nữ khác. Rồi em xử trí thì sao? Thì em nói thôi giờ anh đừng anh đi, em đi rồi, nói chung là tới đây là thôi, chấm dứt rồi. Thấy qua hình thôi là chia tay luôn vậy đó hả? Rồi em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua một mối tình. Mối tình đó như thế nào, được bao lâu? Thì mối tình em quen là gần một năm. Rồi lý do sao chia tay mới được chứ? Thì tại vì nói chung là em, anh có giải thích mà em không nghe. Em nói là thôi bây giờ là anh cảm thấy mà anh có một người phụ nữ khác thì thôi, đường anh đi, đường em đi luôn. Đó là mạnh ai nó đi. Nhưng mà hai người là đã quen cái mức độ như thế nào mà chị ghen dữ vậy? Mình đã tính tới hôn nhân chưa? Dạ thì em thấy như vậy thôi, em không tính tới hôn nhân nữa. Em cũng thật sự là em đã từng kết hôn một lần và đã ly hôn một lần. Là người đó hay là người khác nữa? Dạ là người đầu tiên của em. Hiện tại bây giờ em có một bé gái, hiện tại đang sống với em và ba mẹ của em. Con em thì năm nay học được lớp 10, 16 tuổi. 16 tuổi rồi, vậy là dạ, con lớn là nhờ được em. Rồi ha. Dạ. Bao nhiêu lâu sau thì mới quen với cái người sau? Khi mà chia tay là em chia tay là ông xã em được là 3 năm. Ông xã em hồi đó là em ở được bao nhiêu năm? Em ở thời gian là được 7 năm. 7 năm thì tại sao chia tay? Tại vì nói chung thì đầu tiên thì ảnh cũng rất là thật thà vì đã nghe lời gọi là quyến rũ của bạn bè. Rồi sau ảnh về ảnh nói dối với em thế này nọ kia, thì ảnh đã có một người phụ nữ khác bên ngoài. Cũng lại là chuyện ghen tuông nữa. Dạ. Rồi cuối cùng thì em đã hết sức gọi là cố gắng mà để mà hàn gắn lại. Thì anh ta một hai nằng nằng là em phải ký đơn để mà gọi là ly hôn. Anh nói là không còn hợp với nhau nữa, thì bây giờ tốt nhất là nên ly hôn với nhau. Coi như là người chồng cũ đó là quyết ly chia tay ly hôn với mình. Dạ. Còn cái mối tình thứ hai là mình chủ động chia tay, mình thấy nó không hợp. Em chia tay, không hợp với nhau là chia tay luôn. Cũng không có may mắn lắm, người gặp người hay ghen mà tại lòn dính toàn mấy chuyện nên ghen tuông không à. Rồi, còn bên đây, tình trường của em như thế nào? Dạ, tình trường của em thì đã từng ly hôn đây hơn 8 năm rồi. Ấy cũng trong 8 năm qua cũng có quen hai người, nhưng mà một người thì thời gian chỉ được mấy tháng, nhưng mà ta nhận quen không thật cái nên thôi. Một người quen hơn năm thì hai đứa cũng quen, cũng chuẩn bị tiến tới hôn nhân, nhưng mà gia đình bên bạn em thì coi tuổi thì tuổi em với người đó không hợp, rồi cấm không cho quen nữa, rồi chia tay đến hiện tại bây giờ luôn. Cái người kết hôn đầu tiên là được kết hôn được bao lâu? Thì ngày quen đến ngày chia tay, cưới luôn mới chia tay được hơn 2 năm chị. 2 năm mà có được cháu nào chưa? Dạ chưa. Lý do tại sao chia tay? Thì tại tuổi không hợp với gây... Tuổi không hợp sao lấy nhau chi, đám cưới làm chi? Tại hồi đó thì thương thì... Lấy đại luôn? Cưới, rồi sau rồi về mới tính biết là không hợp. Lúc đó là nhiêu tuổi? Khoảng 30 chị. 30. Dạ.
cũng chín chắn rồi mà không tìm hiểu cho kỹ rồi là coi như ở không mấy năm rồi. Dạ, cũng hơn năm. Hơn năm rồi. À, em muốn tìm một mẫu người tương lai của mình, một người đàn ông dạ, như thế nào? Em tìm một người bạn trai, nói chung là tính tình thật thà, biết chăm sóc gia đình, biết thương em và thương con em và thương ba mẹ của em, không sống về gia trưởng trong gia đình và không bắt buộc em là phải thế này thế nọ kia theo anh ta. Vậy thôi. Dạ. Bên ngoại hình có yêu cầu gì không? Có tiêu chuẩn gì không? Chiều cao 1m68. Phải đúng 68 hả? 67 rưỡi đâu không? Lý do tại sao mà chọn 1m68? Tại vì em thích cái số đẹp hả? Số đẹp. Trời đất ơi, cao mét nhiêu em? 1m65 chị ạ. 1m65 à? Trời. Thí dụ ta dao động từ 1m65 đến 1m70 hay gì sao khẳng định vô chúng luôn 1m68 hay vậy? Không, thì em chỉ thích là cái số đó thôi. Nhưng chắc thì quan trọng là hợp hay không do hai người chị. Đúng rồi. Thật, thấy còn mình thì sao? Có tiêu chuẩn yêu đưa ra cái tiêu chuẩn yêu cầu dạ, như thế nào? Tiêu chuẩn của em thì người phụ nữ là hiền dịu và biết quan tâm lo lắng cho gia đình được rồi chị. Không ăn chơi đua đòi xe xua theo bạn bè nhiều quá. Chị hỏi nghiêm túc nè, với công việc của bạn gái nè, mỗi tối bạn gái phải đi làm như vậy dạ. Tiếp xúc với nhiều người, có thể là cũng tiếp xúc với đàn ông, bán bia chủ yếu bán cho đàn ông dạ. Em có ngại gì không? Cái chuyện đó chuyện công việc mà chị. Trừ công việc thì mình biết như vậy mình nói, nhưng mà mình đừng có đi quá đà được rồi. Rồi, thường thì mấy giờ thì em về đến nhà? Dạ em là 9 giờ rưỡi à. Ồ cũng sớm mà, đi bán đi cũng sớm dạ. Đâu phải 11, 12 giờ đêm. Dạ, cũng tại sớm. Vì em làm ở công ty à. Thì đúng giờ quy định của công ty đưa ra. Tốt. Bây giờ ở đâu coi hình coi, cho chị mượn hình coi. Ngầu quá ha. Lựa đi, mỗi người một tấm một thôi để cho dễ lựa, đưa nhiều quá anh ta rối. Có ảnh chồng á, có em ở chồng á. Cho một cái gợi ý cho đối phương có thể dễ nhận ra mình. Em gái cho gợi ý trước, một cái gợi ý thôi. Anh xem trong hình là trong đó là bốn người. Em là bên em là. Thôi thôi, đừng có chỉ, ta chỉ gợi ý thôi chứ chỉ luôn còn gì nữa. Có gợi ý gì cho cổ không? Em khỏi gợi ý luôn chị, cho gợi ý tự luôn. Em chị. Hai bên làm khó nhau, tự chọn đi. Em thích anh nào? Em thích anh này. Lý do tại sao thích anh này? Tại em thích mẫu người bạn trai tròn, tròn người. Vậy hả? Dạ. Thích tròn hả? Dạ. Đâu, em nào? Em này. Lý do sao chọn em đó? Thì theo cái tuổi, cái tuổi gì? Tuổi người ta lớn tuổi hơn mình dạ, luôn đó. 40 tuổi lần đó. Em nghĩ chắc người này. Chúc mừng hai bạn, chúc hai bạn may mắn lần sau. Dạ, và bây giờ thì hãy nhìn vào cửa trái tim ha. Chị Tường sẽ mở cửa ra dạ. Mình xem coi cái sự chọn lựa của mình đúng hay không nha. Cầm hình lên và so sánh đi các bạn. Xài bé, không ai trúng hết dạ. Đó, chị đánh cửa trái tim mình mở ra. Cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Nói chung là nhìn thì rất là dễ gần và dễ mến. Nói chung là rất hiền. Trời ơi, tôi nhìn mặt, tôi nãy giờ tôi thấy dữ cũng chết luôn mà bà la hiền. Hồi nãy giờ chị nhìn mặt mà chị định hỏi ảnh á, em bán trà sữa có khi nào em bán ế tại học sinh á, nó nhìn mặt em nó sợ không? Nó thấy chú mặt chú nghiêm quá. Có ai nói vậy chưa? Dạ chưa chị. Người ta nói em hiền hay nói em dữ? Nói em hiền luôn. Hiền hả? Mà em thấy em hiền hay em dữ? Em tại mặt với cái hết cái đầu kiểu vậy thôi chứ tay trong hiền. Hiền khô à ha? Dạ. Rồi khi cánh cửa trái tim này mở ra, cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Thì nói chung thì nhìn bạn đối diện thì cũng được, cũng ấy, cũng nhìn dễ nhìn. Rồi. Dạ, ấy là cảm ơn quà. Dạ, em cảm ơn anh. Thì em tặng anh một món quà, nói chung là một cái món quà nhỏ. Rồi. Và một cái gọi là cái ví để nếu mà chị nói mà anh và em hợp với nhau thì mình có thể mình đựng tiền chung. Rồi, ok, cảm ơn. Hay quá. Đựng tiền chung là mình hợp lý luôn đó. Cô này thông minh ghê. Được thôi, bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian để hai bạn trò chuyện tâm sự riêng với nhau ha. Ít phút chị Tường sẽ quay lại. Mời các bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Hoàng Yến. Đây là món bò kho bánh mì nè. Rồi có một dĩa bánh trái cây chè rất là hấp dẫn. Bò kho bánh mì với vị cay của ớt nè, vị giòn của bánh mì và vị thơm béo ngậy của bò kho được kết hợp rất là khéo léo. Hai bạn hãy dùng ngon miệng và trò chuyện với nhau hết sức tự nhiên nha. Ít phút nữa thì Tường sẽ quay lại. Xin mời hai bạn. Em mời anh. Dạ mời.
anh thường thường là anh ở xa không? Anh ở trên Củ Chi luôn. Củ Chi. Thì em cũng có một cô bạn không ở Củ Chi luôn. Mà nói chung anh ở vậy rồi, chung là cái công việc của anh á, mà anh bán trà sữa vậy đó, thì là cũng là trên chợ luôn hả? Chờ ở phía dưới đây à? Bán trên Củ Chi luôn, gần nhà luôn. Thì giả sử bây giờ anh quen, chú Dung là anh quen với em, thì nhà em thì nói chung thì ở quận Tân Phú. Thì lúc anh đi đường xa anh có trở ngại cho anh cái gì không? Cái vụ xa xôi thì nó quan trọng, quan trọng mình có muốn đi không. Nếu khi đã muốn thì ở đâu cũng đến được. Dạ. Còn khi đã không muốn thì có ở gần nhau cũng đến được. Rồi thời gian anh trong công việc như vậy đó, thì anh rảnh vào một tuần lễ là anh rảnh vào ngày nào? Nói chung thì buôn bán thì thời gian rảnh thì cũng có, thì muốn khi nào nói trước thì thu xếp là được ok hết rồi. Thế mình làm dạng mình cũng làm tự do mà. Ba mẹ anh vẫn là nói chung là có khó tính hay không, một khi mà biết em làm trong cái công việc, nói chung là em làm bên công ty bia đó, thì ba mẹ anh có nói chung là có cản trở một vấn đề cho anh hay không? Thì nói chung cái công việc thì nó không có, ba mẹ nó cũng không có khăn gì hết. Chỉ chủ yếu là công việc đàng hoàng không, mình không làm bậy bạ vi phạm pháp luật là ok. Sở thích của anh là có thích đi một tuần là hạn như là đi chơi xa đồ á, anh có thích không? Không, thì cái sở thích của anh là cái đam mê là thích đi phượt mà. Đi phượt bằng xe máy đồ. Sở thích của em thì thích đi chơi xa, chẳng hạn như đi biển. Đó, với lại thì nói chung là anh có nhậu nhiều không? Không, nhậu thì không. Không nhậu. Hút thuốc. Hút thuốc thì có. Có. Rồi nói chung là đỏ đen. Không, không có. Lăng nhăng. Không có luôn. Nói chuyện đó thì không. Ăn miếng đi, vừa ăn vừa nói chuyện chứ. Để chương trình hẹn ăn trưa mà lên nói chương trình không cho ăn cái gì. Đúng không? Dạ. Hẹn hò được gì chưa? Có khai thác được thông tin gì chưa? Nãy giờ cũng nói chuyện bình thường chị. Đâu, thấy bên đây liên tục bên đây. Bắn liên tục bên đây im gu. Sao em nãy giờ thấy ổn gì không? Có cái gì bất ổn không? Dạ, em nói chung là em thấy anh ít nói. Nhiều khi anh nhường em nói chứ anh đâu có ít nói đâu. Cái công việc của em là phải nói chung là gọi là chăm sóc khách hàng. Thì phải nói nhiều. Thì giờ người nói phải người nghe chứ. Nếu mà ổng nói luôn nữa. Bây giờ là em ngưng nói cho tới anh đi. Đó, tới anh là hai ba vô. Rồi muốn hỏi gì hỏi đi, có tôi ngồi đây tôi làm trọng tài cho nè. Đối với em thì cái quan niệm gia đình như thế nào? Em thì gia đình em thì ba mẹ ở một mình em thôi. Nếu mà lập gia đình thì nói chung là ở gần gần ở đó thì nhiều khi có thể qua lại chăm sóc ba mẹ. Nếu em không có làm dấu được. Hai đứa tìm hiểu mà cảm thấy được thì thời gian thì bao lâu với được? Thì nói chung thời gian thì em cũng sẵn sàng chờ đợi. Anh nói ra nếu mà mình hợp với nhau thì mình tiến tới hôn nhân. Thì cái đó là tất nhiên, thì muốn tiến tới một cái hôn nhân gia đình thì cũng phải cần có một thời gian tìm hiểu nhất định. Nói chung là đàn ông mình chủ động đi. Yeah. Chứ người ta đâu có cầu hôn mình được đâu. Nhưng mà người ta là tâm lý là sẵn sàng. Yeah. Nếu mà đủ sự yêu thương, đủ tình yêu, đủ sự chắc chắn an toàn thì người ta sẽ ok. Hôm nay đến với chương trình thì là nãy chị ra ngoài chị thấy là có người nhà. Dạ, người gì nhà đúng của không em cơ? Là cô dạ. Ruột hả hay là dạ, cô ruột đến. Dạ. Thì chắc là phải mời người lớn vào để xem ta có cái suy nghĩ, có quan sát, nhận xét gì về hai bạn ha. Dạ mời cô ạ. À. Trời ơi cô mặt hiền quá. Dạ chào cô. Cô chào chương trình, cô chào MC. Thấy cháu bên đây tuy nhỏ tuổi nhưng mà thấy cứng lắm đó, thấy già lắm tự bố. Bé Linh thì nó con nhưng mà con đã lớn rồi, nếu mà hai đứa mà hợp nhau đến nhau thì sanh con thêm thì con ở với ông bà ngoại cũng được. Dạ. Thì Linh á giờ nó ra nó buôn bán làm ăn với con cũng giỏi nữa. Linh nấu ăn cũng giỏi lắm luôn á. Dạ. Nhưng mà cơ bản nếu mà cô nhìn thấy hai cặp đôi này cô thấy như thế nào ạ? Cô thấy được đó. Nếu mà buôn bán thì cô thấy ok hơn. Có lời nào muốn nói với cô không nè? Thì trước tiên thì con cũng cảm ơn cô có mặt hôm nay với Linh. Nếu mà hai đứa mà có duyên với nhau thì con cũng ráng cố gắng thì dành hết tình cảm cho Linh. Rồi cảm ơn hai bạn, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Cô... dạ. Bây giờ chơi game show chúc cho vui ha. Mời em gái bóc một lá bài, đọc lớn lên và thực hiện yêu cầu trong này cho vui. Yêu cầu bạn nữ hãy nắm tay và hát tặng anh ca khúc lãng mạn. Wow, đúng gu luôn. Thôi nhưng mà điều mình qua bển cho cổ nắm tay đi chứ bắt phụ nữ đi qua đây hơi kỳ. Qua đây.
nắm tay cổ và nói một câu cho nó hay, cho em có thể hát tặng anh một bài không. Cặp đôi thì cô nói đúng á, về buôn bán nè, miệng ai cũng lanh, mở tiệm trà sữa quán nhậu gì cũng được hết trơn nè. À, em hát tặng anh một bài Tàu Về Quê Hương. Rồi. Anh ơi đô thành, ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình sống như tiên, một con đường chánh chinh, nguyên một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới, còn anh là chú rể mới. Em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Em là mây mười hương, còn anh là trăng là bướm. Anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng như. Anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh. Trời ơi, cái bài hát gì mà nó trúng, mà nó tâm lý, thấy không? Bài hát có ý hết trơn đó. Anh đi đâu thì em ở đó. Đó, rồi tới bạn nam. Từ từ, bốc thăm trước cái đã. Bạn nữ hãy kể ra 5 điểm ghét nhất ở đàn ông. Kể đi em cứ phả hết vô cho chị. 5 điều ghét nhất ở đàn ông. Em ghét nhất ở đàn ông là nói chung là răng nhăn nè. Răng nhăn. Ra đường thấy phụ nữ cứ liếc qua liếc lại nè. Với lại nói chung là nhậu nhẹt nhiều. Với lại là đỏ đen. Nói chung là nói chuyện thì nói chung là lúc em có ý kiến thì phải nghe em. Nói chung là em thích mà gọi là lớn tiếng. Nói lớn tiếng, có gì nói với nhau đúng không ạ? Dạ. Những cái điều đó là ai cũng không thích, chứ không phải mình riêng cô này đâu. À, mình thấy mình có dính vô cái điểm nào trong cái 5 điểm mà cổ mới nói đó không vậy? Có dính rượu bia chị. Có dính rượu bia. Không có nhiều. Chỉ thỉnh thoảng thì đi với bạn bè uống chai hai chai. Không, thật ra đàn ông phải biết chút đỉnh đó chứ, không biết cái đó buồn lắm. Chị là còn mơ lấy người chồng, mai mốt tối tối hai đứa ngồi nhậu với nhau tâm sự cho vui nữa đó. Rồi thôi vậy được rồi, nhưng mà nãy giờ em lời quá. Cổ hát tặng em 2 bài. Giờ em phải hát tặng lại cho cổ một bài rồi chúng ta mới quyết định là có bấm nút hẹn hò nhau hay không. Mời em. Dạ em hát bài Lại Nhớ Người Yêu. Lại Nhớ Người Yêu, rồi chơi luôn. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây, mà đêm lại nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay. Đó, hát hay gì mà giấu nghề hoài. Nãy giờ đã có nhiều thời gian dành cho hai bạn rồi ha. Trên đây nó chỉ là một cái cơ hội thôi, gặp mặt thôi, và cảm nhận một chút xíu cảm xúc, và dùng cái lý trí để phán đoán một chút. Nếu cảm thấy đối phương được thì mình cho cơ hội mình tìm hiểu sâu hơn. Còn khi mình cảm thấy có những cái trường hợp gặp cái thấy không có điện, không có cảm xúc thì thôi, đó là tùy theo các bạn nha. Và đặc biệt mình đã lấy người trưởng thành, hãy ra quyết định và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó của mình luôn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Cát Tường, nếu đồng ý nhấn mạnh nút, không đồng ý lấy tay ra. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Sao em mà không bấm? Tại mới bắt đầu gặp thì em chưa có cảm nhận cái lần đầu gặp, chưa có cảm xúc gì hết. Nói chuyện thì cảm thấy cũng được, nhưng mà giống như chị nói là cái cảm xúc từ con tim. Nếu mà mình cảm nhận được mình mới bấm, còn nếu mà chưa cảm nhận được thì chị cũng tôn trọng quyết định của em. Thế còn khi bạn trai không bấm thì mình có suy nghĩ gì, có cảm xúc gì không? Thì nói chung thì bây giờ như là như là anh em bây giờ có duyên thì nói chung là chưa có nợ thì mình làm bạn với nhau. Rồi, cảm ơn hai bạn mà. Thật ra thì Tường cũng rất là tiếc. Thật sự thì mình cũng không hiểu nguyên nhân chính xác là như thế nào, tại sao bạn ấy lại không bấm nút. Nhưng mà đúng là một cái duyên, nhiều khi nó không phải cái duyên nợ thì họ không bấm. Mà mình phải luôn tôn trọng cái suy nghĩ và cái cảm xúc của mỗi người. Và thay mặt cho chương trình thì Tường vẫn xin được chúc cho hai em thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Thay mặt chương trình gửi tặng em một món quà, bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Xin cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Bây giờ Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp nhau trong khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại.
Và ngay bây giờ xin mời hai chàng trai của chương trình bước ra sân khấu. Bây giờ mời hai cô gái xinh đẹp của nhà gái nào. Mời hai em. Rồi, xuống từ từ thôi. Rồi, và ngay bây giờ thì đến với phần giới thiệu bản thân. Bây giờ mời chàng trai ghế màu xanh, em mới giới thiệu về em trước nè. Dạ, em xin chào mọi người. Em tên Đinh Đức Hoàng, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và em thích viết nhạc. Thế em viết nhạc và viết thể loại nhạc gì? Em thường viết theo cảm xúc của mình. Và thường là em viết về nhạc rap là nhiều. Em tự hát, em tự nghe luôn. À, một lát nữa. Hy vọng một lát nữa em sẽ hát và ở đây sẽ có nhiều người nghe. Dạ. Mà nó nghe nè, mình giới tính rõ ràng không? Em giới tính rõ ràng. À, tại thấy cái áo cũng hơi chim qua lá hẹ quá, lá hành quá ha. Không, em thích cuộc sống nó hơi có gì đa sắc màu một xíu. Điểm mạnh của em thì là em rất là nói hơi nhiều. Vấn đề nào đấy em hơi bị sâu nó. Nói sâu mà làm có sâu không? Cũng hơi hơi. Hơi hơi thôi à? Đó là điểm mạnh và cũng là điểm yếu luôn ạ. Em sợ những vật li ti như là con rán, côn trùng. Tại sao em lại sợ con rán? Nhìn nó không thân thiện cho lắm. Nó thân thiện nó mới bù rồi em chứ. Không, không không thân thiện tại vì nó tối quá. Mà ta nói rán bu là giàu đó. Vậy chắc con em phải làm sao cho rán bu nhiều hơn. Em phải làm sao cho rán bu nhiều hơn. Rồi, đó là những thông tin của bạn trai ngồi ghế màu xanh. Ngồi ghế màu xanh, 25 tuổi. Còn em, cô gái ngồi ghế màu xanh của tôi, giới thiệu về mình đi nè. Em tên là Trịnh Thị Thùy Trang, sinh năm 2000. Hiện tại đang là sinh viên năm 4 của trường Đại học Quốc tế Miền Đông. Công việc của em còn tạm thời là part-time, làm giáo viên dạy tiếng Anh. Gia sư, em đến từ Thủ Dầu Một, Bình Dương. Điểm mạnh của em là hòa đồng, luôn vui vẻ và hơi kỹ tính. Ví dụ như ăn mặc lúc nào gọn gàng, chỉnh chu. Chỉnh chu. Dạ. Còn điểm yếu của em là hơi nóng tính và thẳng tính. Có một bé mà nó học kém quá thì em có thẳng tính và thẳng tay với nó luôn không? Dạ không ạ. Này thì nhờ công việc này thì em cũng giúp cho em là kìm nén cái sự nóng tính của em. Khi mà bé gặp khó khăn ở không chịu học bài đi thì em sẽ tìm những phương pháp phù hợp hơn để giúp cho bé học hiệu quả hơn. Thường rảnh rỗi thì em hay tập yoga. Em tập được bao nhiêu lâu rồi? Em tập khoảng hơn 2 năm. 2 năm rồi, dạ. Vậy là có kinh nghiệm rồi hả? Có thể làm giáo viên luôn chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Em chỉ đi tập để lúc mà em cảm thấy mệt mỏi. Đó là những thông tin của cô gái ngồi ghế màu xanh chị à. Rồi, hello mọi người, em là Linh, em đến từ vùng đất Tiền Giang, sống và làm việc ở trên vùng đất thành phố Hồ Chí Minh này. Thì công việc hiện tại của em đang là một huấn luyện viên cá nhân và dạy nhóm cho các đối tượng là những người giàu và những người có tiền. Trời ơi, ghê vậy? Ghê. Tính vậy? Quá đi, quá đi. Quá đi chị. Thẳng tính liền quá. Huấn luyện viên cá nhân là làm PT hả? Đúng rồi. Mà đối tượng chỉ là những người giàu, những người có tiền thôi. Đúng rồi chị. Người nghèo không dạy. Quan trọng là người giàu quan tâm em thì em thấy tiền nhiều em vô thôi. Sinh năm bao nhiêu? Sinh năm bao nhiêu? Em 201. Trời ơi. Mà em dạy người ta về môn gì à? Gym và các loại võ thuật. Võ thuật, các loại võ thuật. Võ nào em cũng chơi được hết. Ghê hả? Đúng rồi. Em có cái cách nào phân biệt được người giàu và người nghèo, người nào là người có tiền và người nào không có tiền? Người ta đăng ký học sao em biết, ta mới gặp người ta sao em biết phải ta biết có tiền phân biệt không có được tiền. Chứ hồi trước em có làm cho một cái công ty đó, thì cái công ty đó nó khá là ok về cái lượng khách mà có điều kiện. Và công ty đó nó đổ về một lượng khách cho em, thì lúc đầu trong quá trình em làm việc em có thể khả năng sàng lọc khách thông qua việc cách ăn mặc cũng như cái tính cách, cách nói chuyện của họ, và em biết rồi ra nên giờ bây giờ thì em ra làm viên thì em nhờ cái nguồn khách đó em có thể tiến sàng lọc khách đó. Đúng rồi, và có nhiều người giới thiệu từ từ em có lượng khách rất ok cho mình. Một ngày dễ lắm em chỉ được 3 khách. Quay cho em đặt lên cái chất lượng hơn là cái số lượng. Và cái một buổi dạy là bao nhiêu thời gian, một tiếng hay một tiếng rưỡi? Một tiếng. Bao nhiêu tiền một tiếng? Bình quân là nếu rẻ nhất thì sẽ là 500, và cao nhất của em là 900. Rồi, bây giờ em nhìn thử một vòng coi chị Tường cách ăn mặc đi đứng nói chuyện vậy là đủ có tiền để học em chưa nè. Đúng không? Bé nó nói là thằng bé nó chỉ nhìn cách ăn mặc thì chị nói chuyện. Chị dư sức có tiền luôn á. Hả? Chị dư sức có tiền dư luôn hả? Dư sức luôn hả? Thế anh đi một vòng coi anh có đủ sức không?
Trời ơi, đó đi dớt vàng cũng là đấy. Đó rồi. Cái tướng anh đi như vậy thì có đủ mà khả năng để mà học các loại giỏ của em không ạ? Cái này học nhiều võ luôn, cái này nhiều võ luôn anh, nhiều võ luôn hả? Từ võ ở nhà chứ võ trong nhà luôn. Wow. Thằng bé có cặp mắt tinh tường quá. Tôi thích những người bạn trẻ dám nghĩ, dám làm. Ngoài ra thì em cái môn thể thao gì em chơi cũng được á. Judo, yoga, boxing, bơi. Nói chung là tất cả môn thể thao. Đi làm đó thì mình mới lựa khách hàng á là giàu có và nhiều tiền, còn tìm bạn gái mình có đặt tiêu chí đó không? Có đặt tiêu chí đó không? Một phần thôi chị. Một phần thôi. Có một phần trong đó nữa hả? Vì cái quan điểm của em á, mỗi người đều phải có cái nguồn thu nhập cố định cho mình. Rồi, cô gái ngồi ghế màu đỏ của tôi cười rất là tươi, xinh đẹp, ăn mặc cá tính. Giới thiệu về bản thân mình đi. Em tên là Hồ Ngọc Trâm Anh. Trâm Anh. Em đến từ Kon Tum. Công việc hiện tại của em tổ chức sự kiện, đang ở Tân Bình, Tân thành Bình. Phố Hồ Chí Minh. Em rất là tự tin. Còn điểm yếu thì em nghĩ kiểu em hơi tà lanh, lanh chanh, kiểu không có suy nghĩ trước khi nói. Em có tập thể dục hay là chơi những môn thể thao gì đó không? Dạ không. Em hơi lười á. Với lại là tính chất công việc kiểu đi sớm về hôm, nên là em chưa có dành thời gian để mà em đi tập thể dục. Bạn trai ghế màu xanh nè, quay lại tình trường thì em đã trải qua mấy mối tình rồi? Mối tình đầu và cũng là mối tình đơn phương đầu tiên của cuộc đời em. Chung là năm đấy em học lớp 12, có một cái bạn nữ cũng khá là xinh. Em vô tình em nhìn thấy hình bạn ấy thì tự nhiên em bị rung động. Nhưng mà lúc đấy em nhát quá, nên ra là em không dám tỏ tình. Từ đó tới nay không có thêm không cái mối tình nào? Tại vì khi thích bạn đó thì vô tình em hiểu được cái con người mình. Con người hiểu mình sao? Hiểu được nhân tính của mình hả? Cái gì? Không. Chị lo quá cưng. Không phải, ý là em tìm được cái thứ hai mà em thích nữa. Cái thứ hai mà em thích là ngoài con gái ra? Nghệ thuật. Nghệ thuật là cái thứ mà em theo đuổi bây giờ, là em bỏ hết mọi thứ. Thế hôm nay tại sao lại quay đăng ký tham gia chương trình này? Biết đâu được, trên con đường mình đi lại có cơ duyên với một ai đó, vừa phát triển sự nghiệp mà vừa có thêm một người đồng hành thì thú vị thật sự. Tuyệt vời đúng không? Dạ vâng. Hay quá chừng. Em muốn tìm một người như thế nào? Không phải là cần một người quá đẹp, nhưng mà cũng đừng có giống như chị Nở, chứ em chịu không nổi. Em chịu không nổi. Cũng là dễ thương. Các em có chuyện buồn á thì em tâm sự với ai? Tâm sự với âm nhạc. Bây giờ em làm một đoạn âm nhạc chị nghe thử coi nè. Nói chung là cảnh ở đây rất đẹp thì em tưởng ngẫu hứng một câu. Và hôm nay sẽ đến và có gì, hay là ta cứ và cứ là thầm thì. À, cô gái hôm nay thật dễ thương, đơn giản và dắt. Chỉ vậy là đủ rồi. Dạ, chị thấy rồi. Ok. Một lát nữa mở cửa trái tim mà ra, khi mà em nhìn thấy hai cô gái đó em hãy cho chị thêm 4 câu nữa nhé. Dạ. Trang, hãy tâm sự những tình cảm em đi nè. Dạ thì em chỉ có một mối tình đầu duy nhất. Lúc đó em 21 tuổi. 21 tuổi. Dạ, lần đầu tôi biết yêu. Em đi tình nguyện viên ở địa phương của em. Và em gặp anh đấy. Sau khi tụi em quen nhau khoảng hơn nửa năm thì em mới phát hiện ra là anh ấy có qua lại với người cũ. Có qua lại với người cũ. Lúc đầu anh ấy nói em là anh ấy đã chia tay rồi. Sau này em tình cờ em biết được thì em đã chấm dứt mối tình đó vào gần cuối năm 2021. Bây giờ mẫu người đàn ông của em như thế nào? Em muốn bạn nam là cao 1m7 trở lên. Tại vì do em lùn á, em thấy khi đứng cùng với lại mấy bạn cao thì em cảm thấy được che chở hơn. Lắng nghe em. Không mập, cũng không ốm. 65kg trở lên. Wow. Là anh á, chuẩn anh á. Anh á, 1m7 đó, 65kg á. Anh luôn hả? Anh luôn á. Nói ít một chút xíu. Và một cái là không gia trưởng. Em tới đây có thể hy vọng là được gặp được bạn phù hợp với mình hơn. Quay lại với anh PT đáng yêu của mình đây. Mấy mối tình rồi cưng? Dạ, chỉ có một thôi chị. Một thôi. Tình đầu của em hiện tại cũng chủ động vì á, nên nó sẽ không có dài lâu được. Tại sao mà em không chủ động? Vì em sợ với chị. Sợ gì? Hồi cấp 3 em còn trong giai đoạn mập đó chị. Nên em cũng khá tự ti về ngoại hình của mình. Mà em có thích người đó không? Dạ không chị. Không, sao mối tình đầu? Vì một phần là cũng do bạn bè tác động đó chị. Kêu mày quen đi, quen cho biết. Rồi em cũng quen cho biết luôn. Mà em cũng thấy có lỗi tài quá nên em chia tay. Em là người chủ động chia tay? Dạ. Với những người trạc tuổi em không bao giờ chủ động. Em đi dao động người về có kiến thức với tri thức.
dễ bị rung động gì những người đó không? Đối tượng mà người ta có thích em hoặc là em có một chút xíu thiện cảm với người ta thì người ta cách em bao nhiêu tuổi? 12 chị. 12 tuổi. Ừ. Đến thời điểm này trong tình yêu mà còn nhắc tới tuổi đó là kém văn minh, còn nhắc tới tuổi đó là kém văn minh. Ok, thì hiểu rồi. Bây giờ cái gu nè, cái gu của em là như thế nào nè? Gu em là phụ nữ có tri thức, cũng dáng thể thao, có thể tập cùng với em. Cái da nó rám xíu, em thấy người nó khỏe khoắn. Nạm nạm đen đồ hả? Nghe kìa hả? À, ngồi ghép vào đó. Chị tình yêu em như thế nào? Nói thì mọi người không tin nhưng mà em chưa có quen ai hết. Em chưa có quen ai hết. Vẻ bên ngoài mà em theo đuổi thì nó hơi cá tính, nó hơi mạnh mẽ một xíu. Cái thứ hai là nhìn em giống như là người đang có người yêu. Tại sao em lại nghĩ nhìn vào em người ta sẽ có cảm giác là em đang có người yêu? Em nghe mấy bạn em nói với em như vậy, những người xung quanh em nói với em như vậy. Tức là em toát ra một cái kiểu mà em đang trong một mối quan hệ nào đó. Rồi cái tiếp theo đó chính là em không thích chủ động nhắn tin, hay là có những bạn sẽ nhắn tin hỏi em là hôm nay thế nào, em không bao giờ em reply lại. Thì đó là những cái lý do mà em nghĩ em không có người yêu. Thì đúng rồi, người ta nhắn tin em không em trả lời, vậy lúc nào em cũng tỏ ra một thái độ là mình đang có người yêu. Em nghĩ là chưa có hợp tần số với nhau á, để mà mình có thể bắt chuyện được. Bây giờ mẫu người em như thế nào nè? Em muốn một bạn nam trưởng thành một xíu, biết quan tâm với lại chiều em. Ngoại hình thì ưa nhìn là được. Em không có đặt ra một cái gì quá là cao siêu hết. Ừ. Và bây giờ nhà ở nhà em thì ba mẹ có hối thúc là lập gia đình chưa? Ba mẹ không hối thúc là lập gia đình, nhưng mà ba mẹ có nói với em là bớt khó tính lại và ra ngoài nói chuyện nhiều hơn để mà kiếm được nhiều bạn. Những cái event mà em tổ chức thì em có giao lưu và gặp gỡ những nhân viên ở đó không? Hay dạ là... có, em gặp rất là nhiều bạn nam nhưng mà không biết nữa, nhưng mà em không có thấy ai phù hợp, với lại là cũng không có ai xin info hết. Nhưng mà xin info em thì nhắn tin và hỏi thăm em lại không trả lời. Em là một cái kiểu giống như là trong một cái sự kiện biết nhau rồi thì em có thể là em sẽ trả lời tin nhắn của anh. Còn nếu mà bạn từ xa bạn lại thì em không có open với chuyện đó. Em về khép kín quá à. Và ngày hôm nay em tới chương trình em có mở tấm lòng em ra chưa? Em có mở trái tim? Em đã mở tấm lòng rồi, em mới ngồi đây đây mọi người ạ. Có điều gì em không thích ở một người bạn trai nữa không? Em không muốn bạn nam đấy đánh phụ nữ, với lại là đừng có mùi là được. Có nhiều người người ta sẽ bị cái mùi body á. Không thích có mùi hay là không thích mùi hôi nó khác nha. Không thích mùi hôi đi. Nó sẽ đúng... vẫn thích có mùi chứ. Dạ. Chị đã thích mùi thơm. Dạ, phải thơm thì mới được. Thơm. Hai bạn có thơm không? Em lúc nào cũng phải thơm tho. Không có thơm là không có tiền chị. Cái nghề của em đúng rồi đó. Cái nghề của em mà không thơm nữa thì tiền nó không có vô đâu nha. Cái nghề mà lúc nào cũng mồ hôi mồ kê vã ra như tắm mà còn hôi nữa chắc chết quá. Được, em yên tâm đi. Không chần chờ gì nữa. Mở cửa trái tim. Mở cửa trái tim này ra, cảm xúc của em như thế nào? Mời em. Em sẽ tặng hai bạn mỗi người một bài. Hold up. Em như là hoa và khiến và anh mơ. Tất cả giờ đây chỉ còn em và anh thở. Chỉ cảm những gì và đi và ơ chờ. Và nếu mà còn lại những kỷ niệm mơ vơ, chỉ là muốn đến và đây và không chơi. Chỉ có là những kỷ niệm là không quên. Nhưng mà tình thì anh không có, nhưng mà chất nghệ sĩ thì anh bao nhiêu là có. Wow. Bài riêng em dành cho anh Hứa Minh Đạt, em tặng liền. Anh đây, anh Hứa Minh Đạt thật là tài và đẹp trai. Xuất chúng và khiến cho ai cũng mê. Và đơn giản vì anh là mai mối, khiến cho ai cũng có thể chung một nhạc. Yeah. Oh yeah. Anh kêu anh. Còn bạn cái đó. Ok, để em qua đứng kế bên. Em như là hoa, đẹp hơn là hoa. Khiến cho phải anh mơ, chắc có lẽ vì bây giờ. Khiến cho anh thở, nhìn em cái anh chết xỉu bây giờ. Yeah. Em thấy anh rất là vui tính và kiểu rất là nói chuyện có cởi mở hơn là em nhiều. Thấy khá là thú vị. Một người tràn đầy năng lượng và có một cái chút xíu gì đó nghệ thuật trong người, khá là ok. Ok. Rồi, tới phiên em rồi đó. Tới lúc em thể hiện rồi đó. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bài biểu diễn thường mình thường tập ở nhà. BBK vui trọn vẹn ấm tình thân. Vậy wow, không làm. Đó. Wow, wow. Nhảy vậy đó mấy cô chịu nổi không? Wow, trời khỏe dữ. Woo.
Rồi rồi. Rồi rồi. Chưa? Đó, leo lên ngồi đẩy luôn. Rồi rồi. Đó, tường bò lê lết vậy đó. Đó. Bây giờ mời em cái đỏ. Đàn ông đâu qua. Khởi động rồi đó, em đứng cái bên em test mùi cho chị. Cái này rất quan trọng, đừng có để em lầm lỡ. Ôm nhau một cái thôi, mình ôm nhau giao hảo một cái thôi. Ừ, như là ồ, ôm nhau đó chị. Còn một hồi về, mấy mốt mà về nói chị Tường làm mai lộn người là không được nha. Sao có người không nghe hay là không có mùi hay là chưa nghe? Chưa nghe. Trời ơi, sao ôm chặt vô. Cũng như là đối tác thôi, gặp nhau gặp gỡ. Chủ động lên đó bé. Rất vui được nóng quá chị ơi. Nóng quá hả? Thì cái hơi nó đang thật ra mà làm sao không nóng được. Em có thích thơm hay là thích có mùi? Dạ em thích mùi nước hoa. Thích mùi nước hoa. Dạ. Đâu em qua em test một chị hai bạn trai nó coi có mùi nước hoa không. Coi có mùi nước hoa không nha. Hết ai nè. Dạ. Rồi đứng lên hai chàng trai lần lượt. Em xin phép. Em xin phép đó. Đó đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Có nhỏ này được nè. Có nhỏ này được nè. Nghe không? Phải vậy mới được chứ. Hay lắm em ơi. Có mùi gì không cưng? Dạ. Không có mùi rồi qua bên kia. Trời ơi kia tái mặt rồi như xỉu rồi. Kia tái mặt rồi. Có mùi gì không em? Dạ không ạ. Không là không có mùi hôi hay là không có mùi nước hoa luôn? Mùi nước hoa. Không có mùi nước hoa luôn. Dạ. Mà có mùi hôi không? Mùi hôi của cơ thể thì ai cũng có mà chị. Là hôi rồi. Giờ tới hai cô gái có cái gì tiết mục gì biểu diễn tặng cho chương trình nè. Em xin gửi tặng hai bạn và anh Hướng Minh Đạt và chị Cát Tường bài Anh Nhớ Đâu Thế của Amy. Anh và tôi gặp nhau và quen nhau cũng đã được mấy năm mà chẳng có chi hơn lời hỏi thăm rằng giờ này đã ăn sáng chưa, ở bên đây nắng hay mưa, anh và tôi thật xa mai mê nhìn lên nhau và không một ai nói nên câu rằng người ơi tôi có nhớ và anh có nhớ tôi không. Tôi từ lâu đã thích anh rồi, chỉ mong hai ta thành đôi. Anh nhớ ở đâu thế? Cứ tôi lúc trong tim tôi chẳng nhớ đường về à. Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người, khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy. Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này, nhưng lại sợ anh từ chối, muốn nói rồi lại thôi. Nên anh và tôi vẫn thế. Ủa sao nó lãng vậy? Sao đi mà lãng vậy? Rung chị ơi. Ủa biết rung luôn hả? Trời ơi. Wow. Đây là chiến thắng nỗi lo và sự căng thẳng. Cảm ơn bạn vì cuốn sách này ạ. Thì cũng như tiêu đề của nó là nó muốn bạn cho mình muốn bạn vượt qua cái nỗi sợ đó. Thật ra là một cái cuốn sách rất là đúng với thời điểm hiện tại của mình á. Mình bị quay cuồng vào cái vấn đề công việc rồi mình bị stress lúc nào mà mình không biết. Hôm nay mình cũng có một cuốn sách gửi tặng bạn. Ở trong mình có ghi một cái lời note á, bạn đọc lên cho tôi nghe. Chữ mình hơi xấu. Không sao đâu. Xin chào bạn. Đây là tổng đài tin nhắn. Ấn phím 1 để có lời một lời khen. Ấn phím 2 để có một lời chúc tốt đẹp. Và ấn phím 3 cho một cuộc hẹn. Và nếu tất cả hãy bấm số của tôi. Được, có số điện thoại em chống luôn rồi hả? Dạ không, em chưa bỏ ạ. Gửi từ đầu dây bên kia. Rồi có số chưa? Chưa bỏ vô. Chưa bỏ vô. Và cuối cùng em bấm phím nào nè? Em bấm phím 2 và cũng như là một cái lá thư em gửi ở trong đó luôn. Ôi trời ơi, gì thần giao cách cảm quá vậy? Đâu bọc lên bấm coi. Phím 2 rồi bên đây bấm phím mấy nữa? Trời ơi, tổng đài này ghê ta. Wow. Một cái thiệp sinh nhật. Thứ hai tuần sau sẽ là sinh nhật em. Nó khá là trùng hợp á. Trời ơi, đây là trời. Toát mồ hôi rồi. Mở ra cái thiệp sinh nhật có gì chồng? Wow, cái bánh sinh nhật. Gửi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất để có một ngày mới thành công, vui vẻ. Dạ em cảm ơn ạ. Wow. Giống như có thần linh mách bảo đúng không quý vị? Không biết nói lên lời luôn sao chị. Bởi vì nó có quá là nhiều điểm tương đồng á. Và hôm nay chắc em tới đây là một lựa chọn rất là sáng suốt. Mời bạn.
Trời, tử tế ghê không? Để có luôn khăn, có luôn đồ. Phải ăn liền, em hơi ốm, em phải ăn nhiều cho chị. Ăn ngay một miếng coi nào. Dạ rồi, để em ăn. Gì mà rung tay, rung chân, cái gì ông cụ. Rồi, ăn đi. Trời, tay nó rung kìa. Ăn bánh thôi mà. Bánh người ta tự làm đó. Ngon gì ạ? Ngon ha. Lát nữa ăn hết cái bánh đó nghe chưa? Dạ, rất ngon chị ạ. Rất ngon, ngon thiệt không mà là khen điêu. Không, ngon thật. Mình không biết. Mình thật là... Mình chỉ không... Sáng, sáng, cái gì sáng. Vậy? Tặng ai nào? Em nghĩ là em sẽ tặng lại cho bạn này. Tại vì bạn đấy có tấm lòng cho em được ăn ngon. Và... Thật ra bạn có tấm lòng cho cả hai bạn luôn á. Nhưng bạn mà bạn được... kia không ăn ạ. À đúng rồi, đúng rồi. Không ăn, không nhận tấm lòng người ta. Dạ. Nhưng rồi. Em sẽ tặng cho bạn món này. Thật sự là mình thì mình không có biết làm cái gì cả. Mình cũng phải là người khéo tay. Nói chung là mộc mạc mà đến cũng bây tấm giờ... lòng luôn đúng không? Dạ đúng rồi, tấm lòng. Nên thành ra là cái này nó là thể hiện cái sự chân thật nhất của mình. Khui ra coi cái gì mà nói nhiều quá vậy. Khui ra đi. Xin phép khui ạ. Dạ. Wow. Mà em nghĩ là bỏ gì vô trong cái nồi đó? Chắc là những cành hoa. Em cảm nhận cái món quà này em thấy như thế nào? Em phải cho một lời bình luận. Gây ấn tượng với em ạ. À. Tại vì em chưa bao giờ có một món quà như vậy. Thế thì quan điểm của các em như thế nào về cái cuộc hẹn hò? Thì quan điểm tình yêu của em khi hai người cùng đi hẹn hò thì không nên sử dụng điện thoại trong quá trình hẹn hò. Em nghĩ là nếu cuộc sống dù nó cũng bề thế nào, có một cái cuộc hẹn với một người mình thân thiết mà mình lại sử dụng cái điện thoại đó là không xem trọng người ta. Tới em, trong một buổi hẹn hò em muốn tương tác với nhau nhiều, cũng hạn chế xài điện thoại. Hạn chế thôi chứ. Bởi vì có nhiều cái tính chất công việc nó bắt buộc phải lúc đó phải có, thì mình không có thể nào mà không có điện thoại bên được. Rồi mời em gái. Jason, trong một mối quan hệ á thì cái chuyện riêng tư cá nhân, ví dụ như là nick Facebook hay là Zalo á, thì phần tin nhắn thì mình không có nên đọc. Tôn trọng quyền tự do nhau đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi mời em. Trong chuyện tình yêu quan trọng nhất vẫn là sự chân thành, sự chân thật ạ. Dùng điện thoại thì em cũng không gọi là khuyến khích, nhưng mà thật sự là có những cái cuộc gọi rất là khẩn cấp thì không thể nào mà mình không nghe được. Và cũng như bạn kia, em cũng không thích người ta coi những cái thông tin của mình, và em muốn có khoảng riêng. Bây giờ sẽ ưu tiên cho hai bạn nam nhé. Mỗi bạn sẽ có thể tiến qua bên kia và xin phép nắm tay cái người bạn nữ, và có 30 giây để có thể nói điều mình muốn nói, rồi chúng ta về ghế để đưa ra quyết định của mình là có hẹn hò hay không. Mình xin phép bạn đứng lên giúp mình nắm đôi bàn tay. Sự thì mới gặp lần đầu mình cũng không biết nói gì nhiều. Mình nghĩ là tình yêu là nhanh nhất, đó là chạm đến bao tử. Cảm ơn bạn. Tự tin. Mà bạn đứng lên à. Ê, cảm ơn bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thì cũng như là món quà của bạn đã gửi tặng cho mình, cũng hai tụi mình cũng như một cô duyên gì đó, hai món quà rất là có sự liên kết với nhau. Rồi mình nghĩ nó sẽ là cái duyên nếu hai mình tính với nhau, thì mong bạn hiểu cho cái công việc cũng như là cái tính chất cái đời sống của mình. Mình cũng cảm ơn bạn vì hôm nay đã tới đây, đã dành thời gian để ở đây lắng nghe những câu chuyện của mình và bạn nữ. Thì hy vọng nếu mà có những cái cơ duyên sắp tới thì ok, mình cũng có thể tiến tới những cái mối quan hệ khác. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Rồi, và bây giờ thì chúng ta hãy lắng động lại một chút xíu, kiểm tra lại cảm xúc của mình, lý trí của mình để đưa ra quyết định. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm bên ghế. Mỗi chiếc ghế đều có hai nút màu đỏ và màu xanh. Nếu mình thích bạn ngồi ở vị trí ghế màu nào thì mình bấm nút màu đó nhé. Sau những lời chia sẻ của anh Đạt. Và bây giờ, mời các bạn hướng mặt ra phía trước, nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Đây là khoảnh khắc quyết định. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2
Một, không biết nói lên lời luôn sao chị, bởi vì nó có quá là nhiều điểm tương đồng á. Và hôm nay chắc em tới đây là một lựa chọn rất là sáng suốt. Dạ, em thấy anh rất là vui tính và kiểu rất là nói chuyện có cởi mở hơn là em nhiều. Với những người trạc tuổi em không bao giờ rung động. Em đi dao động người về có kiến thức chứ tri thức, dễ bị rung động vì những người đó. Em như là hoa, đẹp hơn là hoa, khiến cho phải anh mơ, chắc có lẽ vì đây giờ khiến cho anh thở, nhìn em cái anh chết xỉu bây giờ. Và bấm à, bấm đi à, và hết thời gian rồi à. Trước tiên là tôi hỏi chàng trai ngồi kế bên cạnh tôi trước. Em thấy nó sẽ không hợp với em khi mà hai người tới với nhau. Thế còn em? Nãy khi chạm vào bạn ấy thì em có một cái cảm giác như là chỉ trong lúc này, khoảng thời gian này mình vô tình thích nhẹ, nhưng mà khi mà em ngồi đây thì em lại không còn. Còn em? Em có nắm tay bạn thì bạn ấy rất là rung, nhưng mà nó vẫn không chạm được vào trái tim của em, nên là em chưa thấy rung động. Vẫn chưa đủ cảm xúc. Dạ. Nên buộc lòng là không bấm. Dạ. Còn cô giáo dạy ngoại ngữ? Dạ, em thì cảm thấy là tụi em cần nhiều thời gian hơn để tìm hiểu hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, cho nên là em quyết định là không bấm nút. Kính thưa quý vị, các bạn đừng buồn, đừng lo lắng nhé. Đối với những cặp đôi không thành công thì chương trình sẽ cũng dành cho các bạn một phần quà. Đó là gói Ruby của ứng dụng Speed Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, giúp cho các bạn sẽ tìm kiếm được những nửa yêu thương của mình. Và trong ứng dụng này các bạn sẽ được tư vấn bởi những ông mai và mối là duyên dáng nha. Xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt xúc gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm này không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Một lần nữa cảm ơn ứng dụng hẹn hò và những lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy cập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nha. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Bình Đạt xin chào và hẹn gặp lại.